Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé.
Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.